Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi ba tựa game ở trên iPad. Đó chính là Garry Mod, Poppy Playtime Chapter 1 và Poppy Playtime Chapter 2. Ok, bây giờ mình sẽ chơi Garry Mod trước nha. Ok. Mình sẽ remote. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Okay. Start new game. Rồi mình sẽ sử dụng bản đồ này ha. Okay. Long time.
lòng đất. Sao mình sẽ thử lấy một con xe để đi thử này. Đây, xe này. Ok, bây giờ mình sẽ chơi Poppy Playtime Chapter 2 nha. Ok.
Hey. Đi theo mình nhỉ? Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Ok, mình sẽ chơi Poppy Playtime Chapter 1. Let's go.
Hi, my name is Lake Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it.
Video của mình kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Goodbye.